Giỏi quá. Thả đồng tiền vô cây ô liu 500 năm. Rồi lại tượng tượng đá Chúa Giêsu quỳ cầu nguyện đi. Mẹ chụp thì tạo dáng, Barbie chụp hình quay phim thì lại khóc không chịu. Dạy chân tướng với làm gì mà tội nghiệp đúng không? Đừng có kiếng lên. Tự nhiên con người Thầy không kéo người nhá. Ôi thầy nếu mà chụp như vậy chụp đâu.